Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức Thích Minh Hạnh. Kính thưa quý tăng ni Phật tử. Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Thưa toàn thể nhân dân. Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cả nước đang hân hoan đón chào năm mới 2024. Hôm nay đại đức Thích Minh Hạnh long trọng tổ chức đêm liên hoan văn nghệ để kính mừng lễ cắt băng khánh thành xây dựng chùa Phúc An kỳ vĩ giai đoạn 1. Trước hết cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin kính chúc đại đức Thích Minh Hạnh cùng các tăng ni Phật tử, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc đêm liên hoan văn nghệ của chúng ta thành công viên mãn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, về dự và chỉ đạo đêm liên hoan văn nghệ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đại đức Thích Minh Hạnh, chủ trì chùa Phúc An kỳ vĩ, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự đêm liên hoan văn nghệ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các ông, các bà là trưởng các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương cũng về dự, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự và tham gia buổi diễn đêm liên hoan văn nghệ hôm nay còn có các văn nghệ sĩ không chuyên của các đội văn nghệ chùa Phúc An, kỳ vĩ, đội đạo tràng, đội văn nghệ thôn Tiền, đội văn nghệ thôn Hậu, đội văn nghệ thôn Thượng, đội văn nghệ thôn Cổ Loan, đội văn nghệ đạo tràng chùa Hưng Long Gia Thanh và đội văn nghệ Hà Nam cùng toàn thể nhân dân về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, sau đây là nội dung chương trình của đêm liên hoan văn nghệ. Nội dung thứ nhất là các tiết mục biểu diễn của các đội văn nghệ. Nội dung thứ hai là đại đức Thích Minh Hạnh, chủ trì chùa Phúc An lên tặng hoa cho các đội văn nghệ. Kính thưa quý vị đại biểu, để mở đầu đêm giao lưu văn nghệ hôm nay là điệu múa Chảy Hội Xuân do đội văn nghệ của chùa Phúc An biểu diễn. Xin trân trọng kính mời đội văn nghệ.
tranh là điệu múa đẹp lắm quê hương tôi có Đảng do đội đạo tràng chùa Phú An. Yeah.
đêm trăng tròn, qua bao sự trắng loài đen. Quê hương một người trên buồn như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không vào sẽ không vẫn nói cho con trẻ mãi mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về hơn ba mươi. Quê hương là con diều bia, tuổi thơ con thả trên lông. Quê hương là con đò nhỏ, đường về của nước ven sông. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về đông lá nhìn tre. Quê hương là đêm trăng tròn, hoa câu rực trắng ngoài khe. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về đông lá nhìn tre. Quê hương là đêm trăng tròn, hoa câu quê hương một người chỉ một người như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành. Thank you.
giao lưu văn nghệ hôm nay là bye.
học theo lời khúc hát chèo dân Phật do đội văn nghệ thôn Minh Tiến. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
múa cô bé Thời Ngàn do đội múa đạo tràng của chùa Phú An xin trân trọng kính mời. Yeah.
chúng long hưng thịnh. Bà con công bác nhân dân được già mạnh khỏe, trẻ được bình an, ống lầy cô.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
khổ ý muốn đi người. Cây mai
Thích Nguyên Hải. Đồng kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân trong xóm, ngoài thôn, các Phật tử thập phương về dự buổi lễ hôm nay ạ. Tôi và tất cả các Phật tử trong xã ngoài làng đều cảm kích công lao công đức cao dày của thầy Thích Trúc Nguyên Hạnh. Về đã về làng, đã xây dựng khang trang cho làng ta chùa Phủ A Vó và lăng của qua lăng của ngài. Và công xây dựng tính đến nay công đức của thầy đã tròn 20 năm. 20 năm đó của thầy thì hôm nay là cho tôi xin được có mấy vần thơ để tặng thầy. Xin quý Phật tử nếu đồng ý cho tôi xin một tràng pháo tay ạ. Kỳ vĩ quê ta đất lành chim đầu, hạnh ngộ trời ban có một vị thần. Đây là tôi tôn thầy lên là vị thần đấy ạ. Đó chính là thầy Thích Trúc Nguyên Hạnh. Về làng gánh vác trọng trách lớn lao, khi đó thầy về chùa còn trống huân trống hoác. Thầy buồn dân tuổi không biết trông ai, không tiền, không gạo, không người lao động. Chùa linh phủ thiên lăng thần thúc dục, canh cánh thầy lo những việc phải làm. Không quản khó khăn vất vả dặm trường, tâm thầy xuất chúng muôn dân ủng hộ. Cố gắng đi lên từng bước nhẹ nhàng, không quản ngày đêm mất ăn mất ngủ, chỉ lo sao hoàn thiện tốt đẹp mọi bề. Công thầy cao như núi, rộng như biển lớn, xây dựng không ngừng tới tận 20 năm. Thầy 20 năm đó xứng danh đưa vào lịch sử. Thầy dày công vun đắp cho dân làng hưởng phúc, để tay thầy chai sạn, chân thầy mỏi đi kêu gọi, đệ tử muôn dân đều kính trọng thầy. Làng ta tiến tới mở mang sáng chói, nhờ thầy xây dựng bờ cõi tương lai. Xin hết ạ.